Chính quyền Hồng Kông ngày 7 tháng 3 thông báo có thêm 7 trường hợp ngã bệnh sau khi tiêm ngừa vaccine COVID-19 của Trung Quốc đại lục, nâng tổng số người phải nhập viện vì lý do này lên đến 18 người. Cụ thể, một ông cụ 80 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi tiêm vaccine tại một trung tâm tiêm chủng ở Thiên Thủy Vi hôm 1 tháng 3. Ông nhập viện tại trung tâm y tế Caritas và được đưa vào chăm sóc đặc biệt hôm 6 tháng 3. Trường hợp còn lại là một cụ bà 72 tuổi có nhiều bệnh nền, trong đó có bệnh tiểu đường. Bà cảm thấy khó chịu sau khi tiêm ngừa tại khu tướng quần áo. Người phụ nữ này đã bỏ 2 liều insulin sau khi có triệu chứng mệt mỏi và suy nhược trong sáng ngày 7 tháng 3. Sau đó, bà phải vào phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện RWI và có các triệu chứng nghiêm trọng của bệnh tiểu đường. Sở Y tế Hồng Kông cho biết sẽ chuyển các trường hợp trên đến một ủy ban chuyên gia để đánh giá nguyên nhân sớm nhất có thể.